Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Xe Máy Giá Sỉ. Mình là Thành thì mình vẫn ở tại cửa hàng Thịnh Vượng Phát nằm tại số 327 đường Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì hôm nay mình xin báo giá với dòng xe Vairo 160 nhập khẩu Indo nha. Đây là xe nhập khẩu chứ không phải là xe chính hãng nha mọi người. Thì giá mà trước khi xe chính hãng nó ra thì nó rất là cao, nhưng mà khi xe chính hãng ra thì các dòng nhập khẩu nó ít người sử dụng hơn thì giá của nó chắc chắn phải hạ xuống rồi mọi người. Giá hiện tại của xe mình báo giá luôn nha. Giá hiện tại của xe á với bản CBS nha mọi người là 52 triệu. Em mình nhớ lúc trước là nó tới tận 55 triệu lượng, bây giờ giảm còn 52 triệu thôi. Còn bản ABS thì là 56 triệu, lúc trước của nó là 59 triệu nha mọi người, bây giờ giảm chỉ còn 56 triệu thôi. Thì về xe Vairo 160 thì mọi người đều biết rồi ha, bề ngoài thì mạnh mẽ nó. Mặt nạ nói về mặt nạ thì khác với chính hãng, nó dễ phân biệt với chính hãng nhất là có hai cái biển số, hai cái đồ gắn biển số đằng trước, đây là dấu hiệu của xe nhập khẩu cho mọi người. Thì với cái dòng 160 này hiện tại thì Việt Nam đã có mặt nạ chính hãng rồi, mọi người không có thích cái hai cái sừng này thì có thể mua ra cửa hàng chính hãng mua trực tiếp cái mặt nạ của xe Việt Nam về gắn vô, sẽ mất hai cái này nha mọi người, mất hai cái gắn biển số này nha. Thì tất nhiên rồi, xe nhập khẩu thì bên mình sẽ có nhiều màu sắc hơn là xe chính hãng nha mọi người. Như mọi người biết thì xe chính hãng thì chỉ có mấy màu xám, màu đen, màu xanh rồi cái kiểu thôi, nhưng mà xe bên mình đó mọi người nhìn đi một vòng đi, rất là nhiều màu luôn. Và đặc biệt nha, bên mình có nhận sơn màu theo yêu cầu nha mọi người. Mọi người thích màu gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, mình sẽ tư vấn các bạn về các gói sơn, các màu sắc cho các bạn thích đó. Thì đây là bản CBS, là có một phanh đĩa thì nó sẽ có một bình dầu ở phía trên tay thắng nha mọi người. Và với bản sơn dĩa này, phanh đĩa này thì nó còn sử dụng khóa hắn tay nha mọi người, nó khóa hắn tay rất là bự. Còn bên đây là bản ABS có hai bình dầu thì nó sẽ bỏ luôn khóa hắn tay nha, bỏ luôn khóa hắn tay nên là nhìn xe sẽ gọn hơn và đẹp hơn. Thì đối với các dòng màu sơn này thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là bảo hành 1 năm nha. 1 năm nếu có chạy xước, bong tróc thì mang lại cửa hàng trực tiếp bên mình sẽ sơn lại cho các bạn miễn phí nha. Thì đó, nhiều bạn còn thắc mắc về vấn đề cà vẹt, nếu mình đổi màu sơn màu với công an bắt thì sao? Thì bên mình có hỗ trợ đổi màu cà vẹt giống như màu sơn xe luôn nha mọi người, nên là mọi người yên tâm về vấn đề này nha. Đến dòng xe này thì bên mình hỗ trợ trả góp cho mọi người, chỉ cần trả trước từ 10 triệu, trả trước từ 10 triệu là các bạn có thể mang xe về nhà nha mọi người. Giới thiệu sơ sơ qua xe về một tí thì vẫn là sử dụng mặt đồng hồ full điện tử, đẹp, rất là đẹp, hiện đại, thiết kế mạnh mẽ, cốp thì rộng rãi to. Bản này thì sử dụng là cổng sạc USB, sử dụng trực tiếp trong cốp bên trái luôn nha mọi người. Có nắp đậy che mưa che nắng an toàn luôn. Xe này trả trước một lần nữa là từ 10 triệu nha mọi người, mỗi 10 triệu là bên mình bao đậu hồ sơ nha. Thì bạn nào có nhu cầu về thắc mắc về trả góp hay là giá xe hiện tại bao nhiêu thì gọi ngay số hotline của mình là 0785, ủa số của mình ở trong hotline nha, 0785666303. Thì có Zalo, mọi người ngại không hướng nội không muốn gọi thì có thể kết bạn Zalo nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Thì bên mình có một fanpage Facebook là Xe Máy Giá Sỉ Sài Gòn, với lại một trang TikTok là Xe Máy Giá Sỉ. Thì sẽ liên tục cập nhật cái dòng xe mới ở trên hai trang này, mọi người nhớ follow theo dõi để được tư vấn trực tiếp hoặc là có thông tin mới khi mà các dòng xe mới của mình nhập về cho mọi người. Bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng, lãi suất 0% nha mọi người. Ai có thẻ tín dụng đem tới bên mình quẹt thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn có lãi suất 0% nha. Rồi thì clip này nhắc lại giá một lần nữa, bản CBS Vairo 160 nhập khẩu Indo, bản CBS giá là 52 triệu, còn bản ABS giá là 56 triệu cho mọi người, giá cực kỳ thấp luôn nha, là chắc chắn là sẽ thấp hơn xe chính hãng Việt Nam rồi đó. Rồi nếu mọi người chần chờ nữa nhấc máy lên gọi liền cho mình nha mọi người, để được báo giá và chốt xe nhanh nhất nha.
Mình nghĩ là sắp tới là cái dòng này sẽ bị cháy hàng nha mọi người. Thôi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.